Vậy là một hè, mùa hè nữa đã lại về. Những chú ve cất lên bản đồng ca bất tận. Ánh nắng chói chang và những chùm hoa phượng đỏ rực như đốt cháy trong lòng con, bao nỗi niềm luyến tiếc. Vẫn sắc màu ấy, vẫn âm thanh ấy, nhưng có lẽ mùa hè này thật đặc biệt với chúng con. Cha mẹ kính yêu, trong suốt 4 năm không ngừng nỗ lực vào học tập, con như thấy mình trở nên trưởng thành, chững chạc hơn rất nhiều. Nhưng con nhận ra rằng mình chưa bao giờ thổ lộ thành lời tình cảm và sự biết ơn đối với cha mẹ. Hôm nay, nhân ngày lễ tri ân trưởng thành, trong bầu không khí trang trọng, ấm cúng vô cùng, con xin được nói lên những suy nghĩ và tình cảm bấy lâu nay con muốn bày tỏ với cha mẹ. Cảm ơn cha mẹ nhiều lắm. Cảm ơn đã sinh ra con và dành trọn cho con tình yêu thương vô bờ bến. Giờ con đã 15 tuổi rồi. Vậy là đã 15 năm con được sống trong niềm hạnh phúc, yêu thương và chở che của cha mẹ. Con vẫn đang từng bước tiến tới trên hành trình vươn tới ước mơ, với hành trang là tri thức thầy cô chỉ dạy và nguồn sức mạnh tinh thần to lớn mà cha mẹ truyền cho con. Người ta vẫn thường nói, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Và đúng như vậy, giờ đây trưởng thành, khôn lớn, con mới biết cả cuộc đời mẹ luôn gánh phần cơ cực để con có hình hài khỏe mạnh. Con vẫn nhớ như in kỷ niệm về những lần ốm nặng, mẹ đã luôn bên con và lo lắng nghĩ đến hao gầy. Mẹ dỗ dành con uống từng viên thuốc, ăn từng thìa cháo, lo lắng đến nỗi cả đêm không ngủ. Bởi có lẽ đối với mẹ, con là nguồn sống, là niềm tin, là hy vọng, là hạnh phúc quý giá. Con biết rằng, dẫu có đi bất cứ nơi đâu trên trái đất này, ánh mắt của mẹ vẫn luôn dõi theo con. Đối với con, mẹ không chỉ là một người bạn thân, mà còn là một điểm tựa vững chắc, mang đến cho con những sức mạnh lớn lao. Mẹ chia sẻ cho con những lời khuyên hợp lý, luôn động viên con, thấu hiểu rồi nhẹ nhàng đến bên ôm ấp con vào lòng, đầy ôn nhu khi con vấp ngã. Con thực sự biết ơn mẹ vì mẹ luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Con chẳng biết khi nào mình mới đủ lớn khôn để có thể can đảm cái ấm áp đầu tiên của con cho cha mẹ. Bên cạnh tình mẹ dịu dàng, con còn được sống trong tình cha ấm áp. Tình yêu của cha dành cho con được thể hiện qua những lời dạy nghiêm khắc. Cha lúc nào cũng như cây đại thụ to lớn, vững chắc, bám rễ tận sâu để làm trụ cột gia đình. Mẹ là tình cảm, bố là lý trí, mẹ dịu dàng, bố kiên cường. Vậy nên con đã được sinh ra và trưởng thành là người có lý trí kiên cường và một trái tim ấm áp. Cha vẫn luôn rất nghiêm khắc, vậy nên nhiều khi làm con quên đi rằng những lúc cha dùng roi vọt làm con khóc, nước mắt cha cũng chảy trong lòng. Con không biết lúc như thế, bố cũng giống như mẹ, muốn đến bên con lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra, vất vả nuôi nấng con lên người. Thật hạnh phúc biết bao khi được làm con của cha mẹ. Cha mẹ kính yêu, con mãi mãi biết ơn sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Con tự hào vì có thể sống trong một mái ấm gia đình tràn ngập tình yêu thương. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy cô, trong cuộc đời mỗi con người, ngoài cha mẹ là đấng sinh thành, thì thầy, cô giáo là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em ở trường. Còn nhớ ngày nào khi bước chân qua cánh cổng trường rộng mở, ngôi trường bình dị, nhỏ bé và khiêm nhường như bao ngôi trường khác, nhưng bên trong lại chứa đựng biết bao điều thiêng liêng, lớn lao. Trong 4 năm học tập, chúng em được hưởng trọn niềm vui dưới mái trường thân thương này. Ở đây, thầy cô đã là người dìu dắt và đồng hành cùng chúng em trên con đường chiếm lĩnh tri thức, rèn đức, luyện tài. Thành tích mà chúng em đạt được chính là nhờ công lao dạy dỗ của thầy cô. Thầy cô không chỉ là người trên bục giảng, mà còn là người thầy của chúng em trên đường đời, dạy cho chúng em nâng niu một bó hoa, biết trân trọng một nhành lá, yêu tiếng chim hót mỗi sớm mai, chỉ cho chúng em giá trị một lời chào ân ái, vẻ đẹp của nụ cười, sự ấm áp của đôi bàn tay, để từ đó chúng em biết nâng niu, trân trọng những gì gần gũi, giản dị nhất, để mỗi sớm mai đến lớp lại càng thấy yêu hơn nụ cười rạng rỡ của bạn bè, thầy cô. Mỗi lần chúng em vấp ngã, nản lòng, vẫn luôn có bàn tay các thầy cô nồng ấm, nâng đỡ chúng em đứng dậy, dạy cho chúng em cách kiên cường đứng lên sau những vấp ngã. Tất cả những điều ấy đã thấm nhuần vào chúng em từng ngày, từng giờ, để giờ hôm nay chúng em có đủ tự tin bước vào một hành trình mới. Chúng em thực sự tự hào khi được trở thành học trò của các thầy cô. Lớp học thân quen, ghế đá, hành lang, sân trường, gương mặt thân thương của các thầy, cô, bạn bè, chúng em sẽ lưu giữ vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim này.
Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo kính mến, cuộc đời đến rồi có đi, chia tay để rồi gặp lại. Chúng em xin hứa sẽ nỗ lực và cố gắng hết khả năng của mình trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới để khôi phục lòng mong mỏi của cha mẹ, thầy cô. Chúng em xin được kính chúc các vị đại biểu, các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, thành công. Một đời thay thầm lặng, suốt cuộc đời con chẳng thể nào quên.